Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn một số cái module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để chuẩn bị cho một số cái dự án cho mùa hè nắng nóng sắp tới. Thì ở đây mình có ba loại cảm biến. Đây là module cảm biến nhiệt độ DHT11. Đây là cảm biến nhiệt độ DHT21. Đây là cảm biến nhiệt độ DHT22. Thì điểm chung của ba cái cảm biến nhiệt độ này thì nó đều có ba chân và sử dụng cùng một chuẩn giao tiếp. Đấy, và có bộ thư viện ở trên Arduino là có thể dùng chung, các bạn chỉ cần khai báo lại thôi. Đấy, thì nó sẽ đều có ba chân là chân VCC, chân GND và chân data. Đấy, thì điện áp sử dụng sẽ là 5V. Đấy, như bạn thấy thì như ở trên cái module DHT11 này chúng ta đã có ba chân như này đúng không ạ? Chân dương này, chân out là chân data này và chân âm này. Đấy. Trên con DHT21 này chúng ta tương tự, chúng ta có ba dây. Đấy, dây màu đỏ này là dây dương 5V này. Đây là dây đất và dây vàng là dây data. Còn trên con DHT22 này thì chúng ta sẽ có chân 1 là chân VCC, chân 2 là chân data, chân 3 thì chúng ta không dùng và chân 4 là chân GND. Sở dĩ chúng ta có ba cái module này, đấy, về các bạn thấy là về chức năng thì đều là đo nhiệt độ, độ ẩm. Chân kết nối thì nó giống nhau, đấy, nhưng mà độ chính xác của ba cái module này thì nó khác nhau, nó sẽ tăng dần từ con 11 lên con 21 lên con 22 thì độ chính xác nó sẽ tăng dần lên. Đấy. Thì để cho phù hợp với các cái ứng dụng của các bạn thì người ta sẽ sản xuất ra những cái loại module mà có độ chính xác khác nhau. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một cái ứng dụng của cái module DHT11 này. Đấy là mình sẽ sử dụng nó kết hợp với Arduino Uno. Đấy. Cộng thêm với lại module Bluetooth HC05. Đấy. Mình sẽ truyền cái dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm lên Android này. Thì sau đây mình sẽ, đây mình đã đi dây sẵn rồi này. Thì ở đây các bạn thấy là mình sẽ cấp nguồn 5V cho cả Bluetooth và cả DHT11. Đấy. Thì chân data của DHT11 mình sẽ đưa về chân 2 của Arduino. Đấy. Hai chân TX-RX của HC05 mình sẽ đấu chéo với TX-RX của Arduino. Đấy, để truyền dữ liệu qua cổng serial. Đây thì ở đây mình có một cái app ở trên Android. Đây các bạn thấy đấy, mình có một cái app giám sát nhiệt độ, độ ẩm ở đây. Thì đầu tiên để sử dụng được thì chúng ta sẽ phải vào phần cài đặt Bluetooth của điện thoại, đúng không? Các bạn sẽ tìm kiếm ra tên của cái HC05 này. Các bạn sẽ tiến hành connect ở đây trước. Đấy, như ở đây mình đã connect rồi này. Đấy, các bạn sẽ bấm vào đây để kết nối này, xong nhập mật khẩu. Đấy, sau đấy các bạn sẽ ra, các bạn vào cái phần app giám sát nhiệt độ, độ ẩm ở đây. Đây các bạn bấm search. Đây các bạn sẽ thấy tên của nó đây. Bấm vào thiết bị và các bạn bấm connect. Đấy, thì như các bạn thấy là sau khi connect xong thì chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Đấy, nhiệt độ và độ ẩm chúng ta sẽ được cập nhật lên đây mỗi giây một lần. Đây các bạn thấy đấy. Chúng ta có ứng dụng rất là tiện. Các bạn có thể gắn cái bộ cảm biến nhiệt độ độ ẩm này ở bất kỳ vị trí nào, trong đấy các bạn sẽ kết nối nó qua Bluetooth không dây, đúng không ạ? Có thể ứng dụng cho một số bạn đi sửa chữa điều hòa hoặc là sửa chữa tủ lạnh trong mùa hè này. Đấy, các bạn có thể làm bộ này, các bạn có thể lắp pin vào. Đấy, đưa nó vào bên trong ngăn đá của tủ lạnh hoặc ngăn mát của tủ lạnh thì các bạn có thể xem rõ được cái quá trình ra nhiệt của tủ lạnh hoặc điều hòa từ bên trong mà không cần phải kết nối dây nhợ ở lằng nhằng bên ngoài. Các bạn kết nối đây xong bạn bật điện thoại lên các bạn theo dõi thôi. Đây nó sẽ cập nhật liên tục trong một giây một thì các bạn sẽ theo dõi được cái quá trình ra nhiệt của điều hòa hoặc là tủ lạnh, rất là tiện lợi. DHT22 hoặc là DHT21 này thì cách sử dụng cũng tương tự. Các bạn có thể thay các loại cảm biến này. Video giới thiệu về module cảm biến nhiệt độ DHT11 và DHT21, DHT22 của nhóm review hôm nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Mình là Nam Tech nhóm review.